Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Go pop it like Miley. Ngộp thở trước muôn thứ khổng lồ hết phần thiên hạ mà cả đời không thể thấy lần hai. Những thứ khổng lồ chưa từng một lần nhìn thấy trong đời dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải mắt tròn mắt dẹt. Có những thứ với cỡ sai khổng lồ cứ ngỡ chỉ tồn tại trong các truyện thần thoại hay cổ tích. Tuy nhiên, một vài trong số chúng đã được xác nhận là có thật trong đời. Đây là một loài cây thuộc họ thông, còn gọi là cù tùng hay tùng bách. Loài Sequoia có chiều cao cực đại từ 70 đến 120 mét, tuổi thọ của nó có thể lên đến 4.000 năm. Fred Eremus được coi là loài khủng long ăn thực vật lớn nhất mọi thời đại từng được phát hiện. Dựa trên mô tả còn sót lại từ một xương hóa thạch duy nhất, đây có thể là loài động vật có xương sống dài nhất được biết đến cho tới nay với chiều dài từ 40 đến 60 mét và có khối lượng lên đến 122 tấn. Với kích thước dài khoảng 13 mét, nặng khoảng 1,1 tấn, bề ngang cơ thể rộng khoảng 1 mét, Titanova là loài trăn khổng lồ nhất trên trái đất. Tuy nhiên, thật mừng là loài trăn này từng sinh sống khoảng từ 60 đến 58 triệu năm trước đến nay đã hoàn toàn biến mất. Cây mít rất phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới và quả của nó thuộc loại trái cây lớn nhất, có thể đạt tới 35 kg trọng lượng, 90 cm chiều dài và 50 cm đường kính. Đôi cánh của loài chim này dài tới mức có thể so sánh với một chiếc phi cơ Cessna 152. Nó được xem là chúa tể thống lĩnh bầu trời với sải cánh dài gần 8 mét và cao 1,8 mét, nặng 68 kg, có thể sống tới 100 năm tuổi. Năm cánh hoa màu đỏ mọng nước, mỗi cánh hoa dài 30-40cm, dài 20cm, ở giữa là nhị hoa và đĩa mật. Không chỉ là loài hoa khủng nhất thế giới, Rauletsia còn có mùi hôi rất nồng nặc và khủng khiếp giống như mùi thịt rửa, vì thế nó có biệt danh là hoa xác chết. Loài hươu Ireland khổng lồ cao tới 2,1 mét, với bộ gạc khổng lồ nhất dài khoảng 3,65 mét hai đầu, nặng tới 40 kg. Với độ bao phủ 8,4 km vuông, chúng ta có thể tưởng tượng được loài nấm Humogos có thể thay thế lớp tôn che mưa che nắng trong sân nhà bạn đấy. Đây là loài động vật có vú trên cạn ăn thịt lớn nhất trên trái đất từng được biết đến, tuyệt chủng khoảng 12.000 năm trước đây. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học xác định loài gấu mặt ngắn khổng lồ này có trọng lượng khoảng 900 kg, cao 4,6 mét khi đứng bằng hai chân. Loài khỉ này sống cách đây khoảng 100.000 đến 300.000 năm trước tại vùng đất Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam. Nó cao khoảng 3 mét và nặng khoảng 500 kg. Nếu còn tồn tại thì hẳn nó rất có thế mạnh với môn thể thao bóng rổ nhà nghề đấy. Cá voi xanh còn gọi là cá ông là một loài cá voi thuộc về phân bộ Mysticeti, cá voi tấm sừng hàm. Với chiều dài 30 mét và nặng 180 tấn hay thậm chí nặng hơn nữa, nó là động vật lớn nhất còn tồn tại và nặng nhất từng tồn tại. Những điều phi lý kinh điển chỉ phim mới có, đừng dại tin là thật. Mỗi khi xem phim, những cảnh hành động đẹp mắt khiến chúng ta cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng trong thực tế cuộc sống, có một số điều cực kỳ vô lý hoặc không có thực. 1. Có thể giật chốc lựu đạn bằng răng. Trên phim, đặc biệt là những phim về chiến tranh quân đội, ta thường thấy người ta giật chốc lựu đạn bằng răng vô cùng đơn giản. Trên thực tế, chốc lựu đạn không hề dễ dàng bị giật như thế. Ta thường thấy các binh sĩ phải tác dụng một lực nhất định bằng tay mới có thể giật chốc ra khỏi quả lựu đạn. Nếu làm như vậy ngoài đời, khả năng cao răng sẽ không còn khi chốc vẫn nằm nguyên trên quả lựu đạn. 2. Va đập hay rơi tự do còn lâu mới chết được. Miễn là không đập bột cả cơ thể xuống đất thì việc rơi tự do ở khoảng cách bao xa, trên đường rơi va trúng cái gì cũng không ảnh hưởng. Nhiều người cho rằng điều này đúng, tuy nhiên chỉ đúng trên phim mà thôi. Thực tế, bạn có thể chết ngay cả khi cơ thể chưa chạm đất vì không khí bị hút sạch ra khỏi phổi và áp suất lớn làm bạn bị gãy xương sườn và tim ngừng đập. 3. Sử dụng hai tay hai súng cùng lúc. Trên phim chúng ta thường thấy các nhân vật có thể cầm một lúc hai khẩu súng lục và bắn các mục tiêu khác nhau vô cùng chuẩn xác.
Trong thực tế, gần như không thể có khả năng ngắm chính xác hai mục tiêu khác nhau cùng lúc. Chưa kể độ giật khi bắn, nhiều trường hợp phải dùng cả hai tay giữ súng mới có thể ngắm bắn chính xác được. Vì vậy, hai tay hay súng trên phim là cực kỳ vô lý. Thông thường thì khi một tên tội phạm bị kết tội sát nhân trong phim, hắn sẽ được đoàn luật sư của mình chứng minh rằng bị tâm thần, từ đó thoát khỏi những bản án đang chờ phía trước. Tuy nhiên ngoài thực tế thì không dễ dàng như vậy đâu. Chỉ 1% trong số tất cả các vụ án được bồi thẩm đoàn cho phép điều tra theo hướng này và chỉ chưa đầy 25% trong số 1% đó thành công mà thôi. Bởi việc chứng minh một người có vấn đề về nhân cách hay mất kiểm soát hành vi sẽ phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra ngặt nghèo và gắt gao. 5. Thuốc gây mê khiến người ta liệm đi ngay lập tức. Chúng ta thấy trên phim, việc đánh thuốc mê người khác là cực kỳ đơn giản. Chỉ việc tẩm vào một chiếc khăn nhỏ và bịt vào mũi là người ta sẽ liệm đi ngay lập tức và vài tiếng sau mới tỉnh dậy. Ngoài đời thực, cần ít nhất từ 5 đến 7 phút trước khi thuốc mê thực sự phát huy tác dụng. Và thực tế, người bị dính thuốc mê chỉ ngất đi một thời gian ngắn. Chưa kể chúng ta có khả năng chống cự trong trường hợp nghi ngờ người khác có ý định đánh thuốc mình. 6. Nhảy qua kính một cách dễ dàng. Những pha hành động đóng vỡ kính hay nhảy qua kính trên đường tẩu thoát luôn xuất hiện nhan nhản trong phim. Tuy nhiên thực tế là những tấm kính này được làm bằng đường, còn kính thật thì nhiều khi bạn vỡ đầu chứ kính vẫn chưa vỡ, nhất là kính bao quanh các tòa nhà cao ốc. Ít nhất cũng hãy thử bằng búa, ghế đậu hay máy khoan trước. 7. Quá trình khám nghiệm tử thi đưa ra câu trả lời cho mọi câu hỏi. Trong các bộ phim thám tử hay cảnh sát phá án vô cùng nhanh chóng, chỉ cần khám nghiệm tử thi và tưởng tượng lại cảnh tượng vụ án xảy ra là có thể khẳng định được thủ phạm. Trên thực tế, quá trình khám nghiệm tử thi chỉ giúp thu thập bằng chứng và phán đoán điều gì đã gây nên cái chết cho nạn nhân. Và từ quá trình khám nghiệm tử thi đến phá được vụ án là cả một công đoạn rất dài. 8. Cơ thể kẻ thù có làm bia đỡ đạn kiên cố. Các anh hùng trên phim thường dùng xác kẻ địch như một tấm khiên đỡ đạn. Thực tế là để có thể xốc một người trưởng thành đứng dậy làm khiên, cần dùng sức của cả cơ thể. Tất nhiên khi bạn đang loay hoay làm sao để cái xác đó chắn đỡ cho mình thì kẻ địch đã đủ thời gian bắn cả trăm phát. 9. Ống giảm thanh giúp súng bắn không ra tiếng. Trong các bộ phim về sát thủ, ta thường thấy súng được gắn giảm thanh và khi bắn chỉ có tiếng chiếu rất nhỏ. Trong đời thực, cho dù có gắn bộ giảm thanh thì khẩu súng vẫn có tiếng nổ rất rõ ràng. Giảm thanh chỉ giúp giảm bớt cường độ âm thanh, không giúp súng bắn gần nhưng không ra tiếng như trên phim. 10. Bắn một viên đạn có thể phá ngay ổ khóa. Cảnh tượng chúng ta thường thấy trên phim, cửa bị khóa, người ta bắn một viên đạn vào ổ khóa, sau đó đạp cửa xông vào. Những pha hành động như vậy khiến chúng ta có cảm giác rất đã mắt khi xem. Nhưng thực tế ngoài đời thì không đơn giản như thế. Khóa được làm từ sắt và tương đối dày, có những loại khóa rất dày. Một viên đạn làm từ chì không thể bắn thủng ổ khóa một cách đơn giản như thế. Muốn phá cửa, người ta phải bắn vào vị trí bên cạnh để có thể thò tay vào bên trong và vặn khóa, chứ không thể bắn thẳng vào ổ khóa như trên phim. Đổ xô đi xem bà mẹ sinh bê con hai đầu ở Nghệ An. Một con bà mẹ ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An vừa sinh một chú bê có đến hai đầu, hai cổ, các bộ phận trên cơ thể giống nhau y đúc. Ngày 29 tháng 8, người dân xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An vẫn chưa hết bàn tán xôn xao về việc con bò của gia đình bà Hoàng Thị Lan, 56 tuổi, trú ở trong xã sinh ra một con bê có tới hai đầu. Theo bà Lan cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 8, khi phát hiện ra con bò nhà mình chuyển dạ, bà nhờ một số người hàng xóm đến đỡ đẻ cho bò. Tuy nhiên khi chú bê con được đưa ra ngoài thì mọi người vô cùng sợ hãi vì có hình thù kỳ quái. Con bê nặng khoảng 6,5 đến 7 kg, có hai cổ, hai đầu, có đầy đủ các bộ phận ở phần đầu giống nhau như mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi. Sau khi sinh ra, chú bê con sống được hơn 1 giờ đồng hồ thì tắt thở và được gia đình chôn cất tử tế. Theo bà Lan, con bò mẹ đẻ lứa này là lứa thứ 3, các lứa trước bê con lớn lên khỏe mạnh và phát triển bình thường.
Sau khi nghe tin về sự việc con bê kỳ lạ này, nhiều người trong địa phương đã kéo đến nhà bà Lan xem rất đông trong đêm.